Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại kênh Nhà Bình Chánh Nguyễn Thành Vũ nha. Anh chị ơi, hôm nay Vũ giới thiệu cho cô chú anh chị một siêu phẩm nha anh chị, mới vừa ra mắt luôn. Đó, rất là mới à, mẫu lâu đài nha anh chị, lâu đài mini ha. Đó, mẫu nhà tân cổ điển rất là đẹp luôn. Và điều đặc biệt của căn nhà này vừa rộng vừa bự và cách đường nhựa Đinh Đức Thiện chỉ vài chục mét thôi anh chị. Đó, đi thẳng ra ngoài kia chính là đường Đinh Đức Thiện rồi, khoảng 50 mét thôi, rất là gần luôn. Đó, và giá là dưới 3 tỷ nha anh chị, giá cực kỳ mềm luôn. Đó. Ở đây thì đường ô tô, đường như vậy nhưng mà ô tô 4 chỗ, 7 chỗ ra vô thoải mái nha. Và đậu trong sân nhà mình được. Ở đây thì bên Thành Vũ có 3 căn. Với 2 căn này thì diện tích nó sẽ nhỏ nhỏ, nhỉnh nhỉnh hơn xíu, giá mềm hơn nha anh chị ha, trên lệch 100 triệu nha anh chị ha. Rồi, riêng căn này thì dài và bự nhất, ngang 5, dài 23. Còn những căn kế bên thì ngang khoảng 4m7 anh chị, 4m7, 4m8, dài cũng tương tự như vậy. Rồi, riêng với những cái mẫu nhà này thì bên mặt ngoài sẽ thiết kế là cửa nhôm sinh pha hoàn toàn cho cô chú anh chị luôn. Và cổng nhà thì dùng cổng 4 cánh nha, sơn màu sơn sinh pha rất là đẹp luôn anh chị. Và sơn ấy gỗ nha anh chị, nhìn rất lung linh. Và cái sân này đậu ô tô 4 chỗ 7 chỗ được luôn. Mẫu nhà thì được thiết kế trắng tinh khôi, nền nhà thì được làm cao hơn so với phần đường rồi anh chị, ốp lát gạch chống trơn trượt. Và ở đây thì có bồn cây cảnh cho mình luôn. Đó, đây là không gian phòng khách của căn nhà đó anh chị. Với một khoảng sân này thì mình đậu 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ dư sức luôn ha. Đây, riêng với không gian phòng khách này rất là rộng luôn anh chị. Không gian phòng khách thì được làm những cái hộc nè, hộc trang trí cho mình rồi. Đó, được xây tường luôn nha anh chị. Nhìn như thế này nó cố định và chắc chắn nha. Đó, làm kệ tivi cho mình luôn. Bên đây cũng vậy luôn, một cái vách sofa cũng rất kiểu kính rất là đẹp luôn anh chị. Đó, đầy đủ công năng cho mình, trên trần lão phong thạch cao, kiểu đơn giản nhưng mà nhìn nó rất là ok ha, nhìn nhà rất là sang. Và gạch bóng kính 800-800 dọc dài từ trước ra sau. Không gian ở giữa chính là không gian cầu thang đây. Cầu thang lan can tay vịn kính cường lực nha. Đó, đá hoa cương trắng đen nhìn rất là ok luôn. Và không gian ở giữa này thì mình cũng trang trí những cái phào chỉ này kia rồi anh chị. Đó, về anh chị thích treo tranh thì Thành Vũ tặng cho một vài bức tranh nha. Tiếp theo chính là không gian phòng bếp của căn nhà. Đây, một không gian phòng bếp rất là rộng luôn. Được để một bộ bàn ăn 6 ghế đầy đủ công năng, tủ dưới, tủ trên đầy đủ cho mình rồi. Đó, bàn thờ ông táo rồi ha, đầy đủ luôn. Trên trần lão phong thạch cao và ở đây những phào chỉ này kia đồ cho mình rồi nha anh chị. Phía sau đây chính là không gian giếng trời phía sau nha, cái sân sau nha anh chị. Có sàn âm cho anh chị luôn. Đó, dùng hệ cửa nhôm mặt ngoài luôn anh chị, không bị rỉ sét, không bị hoen ố theo thời gian. Và đây không gian nhà vệ sinh đây. Đó, nhà vệ sinh rộng rãi, vòi nước nóng lạnh có sẵn cho mình luôn, bồn cầu nguyên khối, lavabo đầy đủ ha, dùng hệ cửa nhôm kính mờ luôn anh chị. Đó, rồi bây giờ cô chú anh chị cùng Thành Vũ lên lầu ha, đây để khám phá những không gian tiếp theo nha. Không gian cầu thang này thì mình sẽ có những cái lam nè anh chị, những cái lam gỗ nha anh chị. Ủa, những cái lam được sơn trắng như thế này, nhìn nó ngăn cách ra, nhìn cũng rất là ok luôn. Rồi, tiếp theo nè thì mình sẽ có một cái không gian đường luồng ở giữa đây. Đầu tiên thì không gian phòng ngủ cặp bên cầu thang, có luôn cửa sổ cho mình rồi anh chị. Đây, riêng phòng ngủ này thì có luôn nhà vệ sinh bên trong luôn nha anh chị. Đây, có nhà vệ sinh luôn anh chị. Đấy, đó, nhà vệ sinh có bồn cầu nè, vòi hoa sen, lavabo đầy đủ cho mình. Đó, đầy đủ công năng luôn anh chị ơi. Rồi, tiếp theo nè thì mình sẽ có thêm một cái không gian phòng ngủ phía sau nữa. Đây, không gian phòng ngủ này có luôn nhà vệ sinh bên trong luôn anh chị. Đây, riêng nhà vệ sinh này thì có cửa sổ phía sau luôn, bồn cầu nguyên khối, lavabo, vòi hoa sen đầy đủ cho mình rồi nha. Cửa sổ phòng ngủ đây. Đó, ngoài này thì không gian phòng thờ hoặc là phòng ngủ đều được ha. Có nhà vệ sinh bên trong luôn anh chị. Đây, có nhà vệ sinh bên trong luôn rồi. Đó, bồn cầu nguyên khối, vòi hoa sen, lavabo cho mình rồi. Đó, ngoài trước này thì không gian ban công nhìn ra chính là khu công nghiệp Cầu Tràm nha. Nhà mình là chưa tới khu công nghiệp Cầu Tràm nữa anh chị. Đây, đó, khu công nghiệp Cầu Tràm là đối diện nhà mình luôn. Nhìn thẳng ra chính là nhà máy công xưởng này kia đồ. Và đi ra khoảng 50 mét thôi chính là đường Đinh Đức Thiện. Căn nhà vị trí cực kỳ đẹp luôn. Đó, cô chú anh chị quan tâm thì nhớ alo cho Thành Vũ nha. Rồi bây giờ cô chú anh chị cùng Thành Vũ tổng hợp thông tin và báo giá căn nhà này nha. Anh chị ơi, với 3 căn nhà nha anh chị. Căn đầu tiên là ngang 5, dài 23 mét nha. Thì với căn này thì với giá là 2 tỷ 900 triệu. Hai căn kế bên thì nhỏ hơn xíu nha anh chị.
ngang 4 mét mấy và dài thì cũng tương tương như vậy, là giá là 2.800.000 nha. Cách đường nhựa Đinh Đức Thiện chỉ khoảng 50 mét thôi, rất là gần luôn anh chị đó. Cô chú anh chị nào quan tâm thì nhớ alo theo số hotline của Thành Vũ nha. Rồi nếu mà cái giá trên là còn thương lượng và còn bất lập cho cô chú anh chị nữa đó, cô chú anh chị nào quan tâm thì nhớ alo cho Thành Vũ nha, đảm bảo anh chị mua được căn nhà với mức giá rẻ nhất thị trường đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp nha.